Phước Lộc trong vai Tư Rùa, Mỹ Hạnh trong vai vợ Tư Rùa, Ngọc Hà trong vai bác sĩ, Thu Hường trong vai điều dưỡng, Kim Chi trong vai hướng dẫn, Quỳnh Hương trong vai dược sĩ, Văn Lâm trong vai bệnh nhân nam. Và sau đây, tiểu phẩm Tư Rùa đi khám bệnh xin được phép bắt đầu. Cảnh 1, 6 giờ sáng tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Là tới cái số của tôi nghe cái cô đó nói là mời
biệt thiệt à nha. Biết tụi thứ tư luôn mà mời vô phòng số 4 luôn. Ha, bệnh viện này hay thiệt ông ha. Tắm luôn trời. Thôi vô ông ơi, để bác sĩ đầy đó. Dạ, chào cô. Dạ, con chào bác. Con mời bác ngồi ạ. Dạ. Dạ, bác cho con mượn sổ khám bệnh ạ. Bà ơi, lấy sổ khám bệnh cho tôi với bà. Dạ, bác ơi. Dạ, bác là Nguyễn Nhân Rùa, sinh năm 1958. Dạ, dạ, đúng rồi, tôi Rùa, 1958, đúng rồi cô. Dạ, bác để ta lên bàn để con đo huyết áp cho bác. Trước giờ huyết áp của bác có bị cao không ạ? Dạ tôi không có lên máu cô ơi. Huyết áp biết gì đó bình thường à. Dạ. Dạ huyết áp của bác bình thường ạ. À, ơn dạ, cô. Con mời bác qua để bác sĩ khám bệnh cho bác ạ. À, đi bà ơi. Dạ cháu có giấy thời gian ạ. Dạ chào bác sĩ. Dạ. Dạ đây bác sĩ ạ. Dạ Rùa, tôi Rùa. Hôm nay bác bị sao đi, mắc bệnh gì bác? Tôi có bấm rạy bác sĩ cũng bớt. Dạ. Bác ho lâu chưa? Dạ tôi ho chắc hàng tháng à. Có đàm không bác? Không tôi ho không có đàm gì hết á. Ho khen luôn. Dạ. Bác có sốt không? Không có nóng sốt gì hết á. Dạ bây giờ bác quay lại để cháu nghe phổi bác nhé. Quay lưng hả con? Dạ đúng rồi. Dạ bác thích vào đi ạ. Rồi bác thở ra, hít vào ạ, hít vào nữa ạ, rồi bác thở ra, dạ. Phổi tôi có sao không bác sĩ? Dạ hiện tại thì cháu nghe phổi của bác bình thường, bác chỉ viêm hô hấp trên thôi bác. Dạ. Mà bác ơi, cho cháu hỏi lại, nhà bác hút thuốc lá không? Nói nào ngay với bác sĩ vậy, thì mình nông dân mà thì nói chung làm vài điếu cho nó đỡ buồn ngủ chứ mũi đỡ cắn. Ổng nói xạo bác sĩ ơi, ổng có tôi ha, ổng ở nhà hút hai gói luôn đó bác sĩ. Dạ, bác ơi, để cho bác nghe, hút thuốc lá có nhiều tác hại lắm. Đối với hệ tim mạch nè, gây sơ vữa động mạch, gây tăng huyết áp nè, gây đau dạ dày. Rồi đối với hệ hô hấp thì gây viêm phế quản mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thậm chí là có thể gây ung thư. Mà con nói bác nghe, mình hút thuốc còn ảnh hưởng sức khỏe những người xung quanh nữa. Ví dụ như phụ nữ mang thai, tức phải có thuốc lá là cái nguy cơ sảy thai nè. Rồi mà trẻ bị dị tật đó, nên hút thuốc lá có nhiều tác hại lắm, mình cố gắng bỏ thuốc cho bác. Thấy chưa, ông nghe lời bác sĩ không ông? Trời ơi, nghe bác sĩ nói vậy tôi biết chứ. Thực ra cậu cũng biết thuốc tác hại dữ vậy ra đâu bác sĩ. Mà tôi cũng có ý định cai nhiều lần rồi mà không có được lần nào hết á. Dạ. Giờ bác sĩ có cách nào chỉ tôi cai thuốc lá chứ hút thuốc tiền quá. Dạ bác nói đúng rồi đó. Thực sự thì hút thuốc lá bỏ thuốc cũng rất là khó. Bác phải có quyết tâm cao nè, tuân thủ điều trị, nhớ nghe lời bác sĩ dạy. Là bác gái nè, ở nhà bác cũng đọc viên bác trai để bỏ thuốc cho bác. Dạ, tôi thuốc thì này nhất quyết ông bỏ bác sĩ ơi. Dạ, bây giờ cháu sẽ kê cho bác cái con thuốc nha. Dạ, đây có cái con thuốc cháu gửi bác. Dạ, trời ơi, mẹ bé ơi, nhanh dữ vậy hả? Mới có bấm lọc cọc mấy cái mà ra cái to, trời ơi, cái to ta nói chữ nó đẹp gì đâu á. Trời ơi, chị mà mấy bà cứ nói chữ sâu như chữ bác sĩ. Đâu có đâu, ở đây nó đẹp, a chay luôn nè. Dạ bác ơi, chữ này là không phải chữ của cháu đâu, chữ máy vi tính in ra đó. Hiện tại á, thì bệnh viện của con đang ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh. Cái tờ thuốc in ra nhanh vậy đó. Nhờ vậy mà tụi cháu có nhiều thời gian hơn để phục vụ cho cô bác tốt hơn. À, dạ. Vậy, à, tính được nha. Dạ. Bác ơi, bây giờ bác qua trong điều dưỡng để hướng dẫn mình đi nhận thuốc nha. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, chào bác ạ. Tôi đi thuốc. Dạ. Bây giờ bác cầm tờ thuốc với lại cái sổ khám bệnh á, bác đi thẳng ra ngoài quầy thuốc, bác nộp vô ô cửa số 1 để chờ nhận thuốc và thẻ bảo hiểm y tế lại. Dạ. Dạ, bác về bác nhớ uống thuốc theo lời của bác sĩ nha bác. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Kỳ này ông về ông bỏ thuốc tôi nhiệt nhất quyết nha. Ông không bỏ thuốc tôi bỏ ông đó. Thank you.
7 giờ sáng tại nhà thuốc bệnh viện. Đi đi ông ơi, đi nhanh nộp lãnh thuốc về đó ông ơi. Nãy là ô số 1 quầy phát thuốc. À, tới rồi ông ơi. Thôi nè, đi với bác sĩ là dạ, dạ cả anh quên chứ. Quên đang nói mình dạ là không anh. Gì nữa đây? Bà con mình đi lãnh thuốc đồng quá à. Biết nào tới giờ mình không? Ờ, đồng thiệt đó. Bà không nhớ là bà không hứa tôi gì không? Hứa gì? Dẫn tôi đi siêu thị. Thiệt không? Thiệt. Ờ, thiệt hả? Thôi mà giờ tôi nghĩ vậy nè. Mình bây giờ mình ráng mình đợi lãnh thuốc đi, rồi mình về mình đi ngay siêu thị nó tiện hơn. Thôi, ông vụ tôi hoài, lỡ tới chiều. Ông dẫn tôi về luôn rồi. Ông cười bả cười tôi hối mặt bây giờ. Rồi, không đi thì cho đi, chiều lần này thôi nha. Đi, 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 nhanh lên ông ơi. Đè lên, mãn kiếm từ rùa, không biết tôi khi nào lên được, ba ba. Mời bệnh nhân Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1985, đến quầy nhận thuốc. Có tôi được. Anh là anh Lâm? Dạ. Anh sinh năm? Sinh năm 1985 ơi. Rồi, đây, anh ký tên ở đây cho em nha. Rồi, đây là thuốc của anh. Em gửi anh thẻ bảo hiểm y tế và lại thuốc. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Văn Rồ sinh năm 1958 đến quay nhận thuốc. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Văn Rồ đến quay nhận thuốc. Xin nhắc lại, mời bệnh nhân Nguyễn Văn Rồ sinh năm 1985 đến quay nhận thuốc. Bây giờ là 12 giờ. Trời ơi, giờ này chưa trời, chưa trạch rồi. Trời ơi, 12 giờ rồi kìa, bà nhà ơi, bà cả ơi. Trời ơi, tôi hứa cho bà đi một chút mà lúc cả ngày thì chết rồi. Trễ giờ rồi, giờ này ai mà làm việc nữa mà lãnh thuốc về đi trời. Hết ông ghê, cằn nhằn cả tôi. Đi siêu thị lỡ tay mà thèm mấy mơ mà chứa cằn nhằn. Bà dọn siêu thị về nhà, đi siêu thị đi. Chọn được, tôi chắc tôi cũng chọn luôn. Dạ con chào hai bác, hai bác còn gì để con giúp ạ? Cô làm ơn cho tôi hỏi anh chồng, còn phát thuốc không cô? À, dạ, bây giờ bệnh viện vẫn còn phát thuốc đó bác. Vậy hả? Còn kìa ông. Còn phát thuốc hả bà? Ủa, mà giờ này 12 giờ rồi bà cố, bệnh viện mình không nghỉ trưa hả cô? À, dạ, bệnh viện chúng con là bố trí nhân viên làm việc xuyên suốt đó bác, không nghỉ trưa để phục vụ cho bà con mình đó bác. À, ra vậy, ai à, tôi nhớ rồi. Là giờ đúng không? Dạ đúng rồi bác. Dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ thôi không mời hai bác vào trong để lãnh thuốc nha bác. Ông kia hay lên lãnh thuốc đi. Cô ơi cho tôi lãnh thuốc thôi. Dạ bác tên gì, bác sinh năm bao nhiêu? À tôi tên Nguyễn Văn Rùa, 1958, ở Vĩnh Hưng á. Dạ bác ơi, thuốc của bác là có lúc 7:30 rồi đó. Sáng giờ con gọi nhiều lần mà sao bác đi đâu? Ông bà đi dữ lắm bác ơi. Lẹ dữ vậy hả cô? 7 giờ mấy sáng là có rồi hả cô? Dạ, dạ. Sớm quá bác. Rồi bác ký tên ở đây giùm con nha. Từ từ, mình còn chuẩn bị sân khấu. Rồi cô ơi. Rồi bác, đây là thuốc của bác. Dạ. Rồi nhà bác là cái bảo hiểm y tế. Dạ, rồi cảm ơn cô ha. Dạ. Đây nè bà cả, bà dòm đây nè. Cô phát thuốc mới nói với tôi nè. Là 7:30 sáng là đã có thuốc của tôi rồi. Bà cãi tôi không đợi 15-20 phút nữa là lấy thuốc là đi về luôn đâu đi. Chắc tại tôi quá ha, cũng có ông trong đó. Mày xác tại ai? Tôi nói ông rủ ông đi, ông chịu tôi mới đi, bọn mình nuôi đi được hả? Bởi vậy bà, quá bậy. Đã nói bệnh viện rồi, mình đang ra Đông An, người ta đã cãi cách rồi. Thời gian bây giờ là nó nói là nhanh dữ lắm, nhanh siêu tốc luôn á. Gì đó hả? Ừ. Ai biết đâu. Mà cái vụ cải cách này á, cái ông Tư á, nhắc quá, ông nói á, nhà nước đang có chủ trương là cái gì cải cách, cái gì kinh doanh đó. Cải cách thủ tục hành chính đó hả? Vậy đó hả? Nghe cô đó nói á. Thôi về ông ơi, về cho kịp chờ ông ơi. Kính thưa quý vị, phần thi tiểu phẩm của đơn vị Sở Y tế Long An đến đây là kết thúc. Xin kính chúc quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám khảo công tác tổ chức.
cùng tất cả các anh chị em hôm nay thật nhiều sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp, xin trân trọng kính chào.